5 loại hoa tuyệt đối cấm đặt trên ban thờ ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, kẻo tán gia bại sản, đại hạn liên miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì ngày mùng 1 ngày rằm là hai cái thời điểm quan trọng để thắp hương, dâng lễ lên ban thờ thần linh gia tiên. Trước là để tỏ lòng thành kính, sau đó là để cầu mong các vị phù hộ cho gia đạo được an khang, may mắn. Với cái ý niệm ra hoa kết quả, thì hoa là một thứ không thể thiếu trên ban thờ trong những cái ngày này, biểu trưng cho những cái gì linh thiêng và đẹp đẽ nhất dâng lên ông bà tổ tiên. Thưa quý vị, nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng loại hoa để thắp hương có thể khiến cho thần tài gõ cửa, bình an, may mắn vây quanh cả gia đình cả năm hay là không? Còn nếu mà chọn sai các loại hoa thì có thể các bạn sẽ hối tiếc vì đã phạm phải những cái sai lầm quá lớn trong tâm linh. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị để quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 ngày rằm ngày đầu tháng ấy, thì chúng ta thường sẽ phải làm một cái công việc, đó là trước khi thắp hương ấy, thì chúng ta cũng nên lau dọn bàn thờ và kiểm tra xem bàn thờ có thật sạch sẽ, thơm tho hay không. Bên cạnh đó thì trong cái ngày mùng 1 ngày rằm ấy, thì trước khi thắp hương chúng ta cũng nên xịt một ít nước thơm lên trên bàn thờ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái nước thơm này để lau dọn bàn thờ cho được hanh thông may mắn. Nó thay thế cho ngũ vị hương, thay thế cho các loại nước hoa mà quý vị phải gì đun nấu rất là cầu kỳ. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái nước đam bao sái ban thờ nhất tâm hương, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ khi mà những cái ngày lễ ngày chạp sắp tới đây. Đây là nước lau dọn bàn thờ giúp cho không gian thờ cúng được linh thiêng hơn, được trang trọng hơn và được gì thơm tho sạch sẽ, giúp các cụ về có thể ngự được lâu hơn cùng với gia chủ, giúp cầu gì được nấy, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Thưa quý vị, ngày mùng 1 nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn cập tới, may mắn cả tháng là cái điều mà ai cũng quan tâm. Theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói nhang, lễ mặn hoặc là lễ ngọt tùy theo quan niệm của từng gia đình, từng vùng, từng miền, thì chén nước, chén trà thì một cái bình hoa đẹp đều là cái điều không thể thiếu trên ban thờ gia tiên hoặc là ban thờ thần tài, ban thờ Phật vào những ngày lễ Tết rỗ chạp này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì lên trên bàn thờ để mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi vùng sẽ có những quan niệm khác nhau về việc lựa chọn những loại hoa dâng lên ban thờ. Nhưng mà nhìn chung ấy, có một số cái loại hoa được cho là phù hợp để thờ cúng, một số loại hoa được cho là kiêng kỵ vì cái tên hoa, vì cái sự tích của loại hoa hay là cái mùi hương của loại hoa đó không phù hợp, không mang cái ý nghĩa tốt lành. Thường thì cái hoa thắp hương trong ngày rằm ngày mùng 1 không nên kết hợp quá nhiều loại hoa vì sẽ làm giảm đi cái ý nghĩa và mất đi cái sự thanh tịnh khi mà đặt lên trên ban thờ. Thì ngoài ra ấy, cái việc dâng hoa gì lên ban thờ cũng là cái điều mà hầu hết mọi người cũng cần phải đặc biệt lưu ý. Lò hoa đặt trên ban thờ gia tiên cũng phải lưu ý, không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ và cái màu sắc quá lòe loẹt sẽ gây ra rối mắt, dẫn đến là nó cũng không được linh thiêng như mong muốn. Theo truyền thống thì các loại hoa như là hoa hồng, hoa cúc cũng rất là phù hợp để thắp hương trong dịp lễ này. Trước khi mà đi tìm hiểu về những loại hoa mà kiêng kỵ không được thắp hương vào cái ngày mùng 1 ngày rằm, thì chúng ta cũng xét là nên thắp hương vào hoa gì vào trong những ngày này. Thì trong ngày mùng 1 đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là hoa cúc. Thưa quý vị, trong phong thủy thì hoa cúc là một loại hoa biểu tượng cho sự sống, sự tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ, cũng như là cái sự hoan hỉ đến nhà. Thì ngoài ra ấy, hoa cúc nó còn là cái loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và cái lòng hào hiệp. Có lẽ cái hoa cúc vàng là cái loài hoa trưng trên ban thờ phổ biến nhất trong mọi gia đình người Việt hiện nay. Hoa cúc vàng cũng mang trong mình rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau, như lòng hiếu thảo, cái sự trường tồn vĩnh cửu hay là cái biểu tượng của phúc lộc và cái may mắn. Vì vậy, hoa cúc vàng thường được chọn làm cái hoa cúng trên ban thờ Phật, ban thờ tổ tiên trong ngày rằm mùng 1, không chỉ bởi cái ý nghĩa sâu sắc mà đây còn là cái màu hoa màu vàng. Nó tượng trưng cho cái nhà Phật, đó. Bên cạnh đó nó tượng trưng cho sự may mắn, sự khởi đầu, đó. Thêm nữa là cái mùi hương của hoa nó cũng nhẹ nhẹ, nó đều mang đến sự dễ chịu và sẽ là cái sự lựa chọn hoàn hảo đặt trên ban thờ vào ngày rằm ngày mùng 1. Tuy nhiên với cái loại hoa cúc trắng thì nó tượng trưng cho sự tăng tóc, vì vậy quý vị cũng cần phải tuyệt đối không nên trang trí trên ban thờ. Cái hoa tốt lành thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng trong việc thờ cúng đó là hoa hồng. Quý vị thân mến, hoa hồng không những là biểu tượng của tình yêu, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình mà còn đem đến cái may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng có nhiều gai, nó còn xua đuổi được cái tà khí xâm nhập vào cái không gian thờ cúng. Quý vị lưu ý, chỉ nên chọn hoa hồng màu đỏ son hoặc đỏ thẫm,
tránh chọn các loại hoa hồng phai hoặc là các màu hoa hồng màu trắng hoặc hoa hồng màu khác. Thì ngoài ra, hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng trong cái việc là cắm vào ban thờ ngày rằm ngày mùng 1 cũng như là ngày Tết. Những cái loại hoa đơn giản với những cái màu sắc tươi tắn vẫn toát lên cái vẻ sang trọng. Đó. Hồng tỉ muội với nhiều cái nụ cũng là cái biểu tượng của sự may mắn tốt lành, mang nhiều lộc lá đến cho gia chủ. Đó là loại hoa thứ hai. Tiếp theo loại hoa thứ ba mà chúng ta nên sử dụng để cắm trên ban thờ vào ngày mùng 1, ngày rằm hoặc là ngày Tết, đó chính là hoa huệ ta trắng. Với cái vẻ ngoài tao nhã, hoa huệ đại diện cho cái lòng trung thành, cái sự tái sinh và cái sự tinh khiết. Có nhiều quan niệm hoa huệ trắng không nên bày trên ban thờ. Tuy nhiên, hoa huệ lại mang một cái vẻ đẹp chuyên dáng, trong trắng, ngay thẳng cùng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh, nên là tượng trưng cho sự no đủ và sung túc về tài lộc. Với cái loại hoa thanh tao này thì chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình các bạn nhiều lộc lá trong cái năm sắp tới đây. Thứ tư là hoa đồng tiền. Quý vị thân mến, hoa đồng tiền rất được ưa chuộng tại các nước Đông Nam Á. Vì theo quan niệm của người Đông Nam Á chúng ta ấy, thì chúng sẽ mang lại cái ước vọng về những cái tháng ngày thịnh vượng và tài lộc tiền vào như nước cho gia chủ. Thì ngoài ra, cái loại hoa này còn là cái biểu tượng của sức khỏe, của tuổi thọ cho cả gia đình. Thứ năm là hoa lai ơn. Quý vị thân mến, lai ơn hay còn gọi cái tên khác là hoa kiếm lan, thì đây là cái loại hoa được nhiều người yêu thích và tươi lâu. Các bạn có thể cắm và trưng bày trên ban thờ chào đón cái năm mới cũng như là những ngày đầu tháng với nhiều kiểu dáng khác nhau và sự lựa chọn khác nhau, cũng tạo nên cái sự đẹp mắt. Lai ơn nó mang cái ý nghĩa tình cảm ấm áp và cái sự hạnh phúc tràn đầy. Thưa quý vị, đó là năm cái loại hoa tốt lành để chúng ta có thể là tiến hành thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1. Quý vị thân mến, khi đi lễ chùa, lễ Phật hoặc là trong nhà có bàn thờ Phật ấy, thì cần nhất chữ tâm và chữ tịnh. Hoa mẫu đơn hoặc là hoa sen là những loại hoa phù hợp nhất để dâng lên ban thờ Phật. Thì ngoài ra cũng có thể chọn các loại hoa màu vàng, màu đỏ, những cái màu sắc tượng trưng cho nhà Phật. Thứ sáu mà quý vị cần phải lưu tâm là cái loại hoa cúng, đó chính là hoa sen. Thưa quý vị, trong Phật giáo thì hoa sen đại diện cho sự thanh tịnh và cái sự giác ngộ. Trong cống, trong bùn mà không ô nhiễm, các cụ nói là gì, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen trong cái phong thủy cũng tượng trưng cho sự thanh cao, thanh thoát và cái vẻ hoàn mỹ. Vì sống trong bùn nhưng mà không hề bị ảnh hưởng, hoa sen cũng giúp cho người có thể được tịnh tâm, làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm áp, yên bình hơn. Với cái ý nghĩa thanh lọc, hoa sen còn giúp điều hòa cái vượng khí, tăng cường cái năng lượng tốt và ngăn chặn những cái điều xấu, giúp gia chủ tránh những cái điều ưu phiền để tịnh tâm, an nhiên, an hưởng cái cuộc sống hạnh phúc. Thứ bảy là hoa mẫu đơn. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy thì mẫu đơn là cái loại hoa vương giả sang trọng, đại diện cho sự giàu có, cho sự thịnh vượng và cho cái sắc đẹp. Trong các biểu tượng phong thủy thì hoa mẫu đơn tượng trưng là cái vật phẩm để tượng trưng cho cái sự phú quý và cho tình duyên. Thưa quý vị, đó là những cái loại hoa mà quý vị nên thắp hương trên ban thờ vào ngày rằm ngày mùng 1 và đặc biệt trong ngày Tết âm lịch sắp tới đây. Bên cạnh các loại hoa trên ấy nên dùng để thắp hương thì nói chung ấy cũng sẽ có một cái số loại hoa mà gia chủ tuyệt đối không nên đặt trên ban thờ trong những ngày mùng 1, ngày rằm và ngày mùng 1 Tết sắp tới đây ấy, để tránh chuốc vào cái sự xui xẻo không đáng có. Thứ nhất là hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết trong dân gian. Thì đây được coi là cái loại hoa gắn bó với câu nói không tốt đẹp và hay gặp phải nghịch cảnh như là gì, bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Vậy nên là người ta cũng sẽ không dùng đặt trên ban thờ. Khi mà đặt bông hoa nhài mà tự nhiên có người lỡ mồm nói câu đó thì cũng sẽ gì, khiến cho không gian thờ cúng nó cũng không được thanh tịnh. Thứ hai là cúc vạn thọ. Thưa quý vị, với người dân miền Trung, miền Nam ấy, thì thường ưa chuộng cái cúc vạn thọ vì dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn rất là đẹp, tượng trưng cho sự may mắn và cái sự thịnh vượng. Nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn và nhiều địa phương khác thì cũng không đặt cái hoa này lên trên ban thờ vì nó có mùi hôi. Đó. Thứ ba là hoa ly. Cái loại hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn nên không nên dâng lên lễ Phật, nhưng mà có thể dâng lên ban thờ gia tiên hoặc là nơi ban thờ thánh, nhất là những nơi thánh mẫu. Đó. Một số người thì kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán, sợ chia ly trên ban thờ gia tiên. Thứ tư là hoa phong lan. Tuy rằng đây là cái loại hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm trên ban thờ trong dịp Tết, nhưng không nên dùng để dâng lên Phật vì nó có màu quá rực rỡ. Chữ phong cũng gần giống với những chữ là phong tình hay là phóng túng, vì thế mà người ta cũng thường kiêng kỵ khi mà đặt lên trên ban thờ. Loại hoa thứ năm mà kiêng kỵ đặt trên ban thờ đó chính là hoa phù dung. Thì đây là cái loại hoa có tên đẹp nhưng lại mau tàn, đó là cái sự tích không hay, nên là cũng không được dùng
trong cái việc thờ cúng tổ tiên hay là đặt trên bàn thờ. Đó. À, quý vị thân mến, đó là những cái loại hoa mà chúng ta tuyệt đối không nên đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật vào những cái ngày lễ Tết dỗ chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 hay là ngày Tết Nguyên đán sắp tới đây. À, kính thưa quý vị, nếu như cái việc dâng hoa cúng có những cái hạn chế nhất định trong việc lựa chọn, thì để đảm bảo cái sự linh thiêng cho bàn thờ, thì cái việc đặt hoa cảnh vừa giúp tăng cái tính thẩm mỹ, tạo nên vẻ đẹp và cái nguồn năng lượng tích cực cho căn nhà của các bạn, gia chủ cũng có những cái sự lựa chọn thoải mái hơn theo sở thích và không hề bị gò bó ở cái giới hạn đó nữa. À, trong phần tiếp theo của chương trình, Tử Thông sẽ bật mí cùng quý vị và các bạn về những loài hoa đẹp mang cái ý nghĩa sâu sắc, giúp cho căn nhà của gia chủ được sống động, tràn đầy cái sức sống, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây. À, quý vị thân mến, từ lâu thì cái thuật phong thủy đã sử dụng các loài hoa với cái ý nghĩa là bổ trợ cái nguồn khí tốt cho ngôi nhà và cho gia chủ. Khi xét về cái việc trang trí hoa theo phong thủy thì các bạn cần phải chú ý đến loài hoa, màu sắc và số lượng. Dưới đây là 6 loài hoa thường được dùng trong phong thủy để trang trí, đặc biệt là trong cái dịp lễ Tết dỗ chạp hoặc là gì trong ngày mùng 1 Tết sắp tới đây, giúp cho có một năm mới tràn đầy cái vượng khí và mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho gia chủ. Thứ nhất là hoa mẫu đơn. À, quý vị thân mến, ở nước ngoài tất cả thường cho rằng một cái đám cưới hạnh phúc luôn đi kèm với một cái bó hoa mẫu đơn. Đó là cái lý do tại sao mà những bó hoa mẫu đơn thường được dùng là chùm hoa cưới. Trong ngôn ngữ của loài hoa phương Tây thì hoa mẫu đơn là cái biểu tượng cho cái sự e lệ, thẹn thùng, cho cái lòng trắc ẩn. Còn ở Trung Quốc cũng như ở các nước Đông Nam Á thì mẫu đơn thường là cái biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và cái màu sắc đẹp. À, từ xa xưa chỉ có giới quý tộc thì mới được sở hữu cái loại hoa sang trọng này. Cái loài hoa này nó được sử dụng trong phong thủy với cái ước mong đem đến cái sự lãng mạn lứa đôi, xua tan những cái bất hòa trong cái tình yêu. À, các bạn cũng có thể sử dụng một vài cái bông hoa mẫu đơn để giúp phát huy cái tác dụng may mắn nhất, đặc biệt là trong tình duyên. Nếu mà quý vị muốn tăng cường cái vận nhân duyên hoặc là tăng cường cái hòa hợp gia đình ấy, thì quý vị có thể đặt một cái lọ hoa mẫu đơn ở cái vị trí đào hoa thì sẽ mang lại cực kỳ may mắn về cái vận trình nhân duyên. Thứ hai là hoa sen. À, thưa quý vị, hoa sen từ trước đến nay luôn là cảm hứng bất diệt của các thi ca và nghệ thuật dân gian của người phương Đông. Ở Việt Nam thì hoa sen thường đi xuyên suốt với câu ca dao: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái hoa sen nó là cái biểu tượng cho cái sự hoàn hảo đến tuyệt đối, cho cái sự lãng mạn và quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vẫn vươn lên khỏi nó để vươn tới cái ánh sáng mặt trời, nên thường được biểu tượng cho cái sự thanh khiết, không bị vấy bẩn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính nhờ cái vẻ đẹp và cái sự tinh khiết cùng với cái hương thơm ngát không vướng cái mùi bùn hôi tanh của hoa sen mà cái loài hoa này rất được ưa chuộng trong phong thủy. Theo đông y, tất cả các thành phần từ rễ, lá đến hoa sen đến nhị hoa cũng đều có tác dụng dễ chữa bệnh. Do đó, phong thủy sử dụng hoa sen với cái ý nghĩa mang đến cho gia chủ cái sức khỏe dồi dào, lành mạnh, không bị tật và tạo nên sự hài hòa, sang trọng trong ngôi nhà của gia chủ. Thứ ba là hoa thủy tiên. Thì đây là cái loài hoa có màu vàng hoặc màu trắng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Và nó là biểu tượng cho cái tình yêu không được đáp lại. Nó cũng biểu trưng cho cái sự hư ảo và lòng tự trọng. Nếu các bạn đang gặp phải những cái rắc rối liên quan đến công việc, sự nghiệp, thì hãy đặt bên cạnh bàn làm việc của mình một cái chậu hoa thủy tiên tinh khiết. Loài hoa này nó vốn được các chuyên gia phong thủy sử dụng nhằm mang đến những cái nguồn năng lượng hỗ trợ cho cái tài năng, cho cái nghề nghiệp, cho cái sự nghiệp và làm khơi dậy cái tiềm năng bẩm sinh của con người. Thì ngoài ra ấy, thủy tiên nó còn là cái liều thuốc tự nhiên thúc đẩy cái sự sáng tạo của con người, giúp chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề hóc búa trong công việc hàng ngày. So với thủy tiên vàng thì thủy tiên trắng có nhiều tác dụng và được sử dụng nhiều hơn hẳn. Thứ tư là hoa cúc. À, quý vị thân mến, trong phong thủy thì hoa cúc biểu tượng cho cái sự sống thanh bình, cân bằng. Với cái màu sắc của ánh mặt trời chói chang, hoa cúc nó mang trong mình một cái nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Vì thế, nó thường được sử dụng để thu hút cái sự may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hoa cúc được bao quanh bởi rất nhiều cái câu chuyện. Hầu hết trong đó, cái loài hoa này thì cũng đều nói là gì? Hoa cúc tượng trưng cho cái niềm tin, cho cái sự hoàn hảo và cái tinh thần lạc quan. Hoa cúc cũng là quốc hoa của Chicago, loài hoa đại diện cho những người sinh vào tháng 11 và gì lễ kỷ niệm của 13 năm ngày cưới. Ở Nhật thì còn vinh danh hoa cúc mỗi năm tại cái lễ hội hạnh phúc. Người Nhật tin rằng nếu mà đặt một cái cánh hoa cúc ở dưới cái ly rượu thì nó sẽ đem lại cho các bạn cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trăm năm. Thứ năm là hoa phong lan.
Loài hoa này mang cái vẻ đẹp kiểu diễm, cùng cái hương thơm vô cùng là sang trọng và quý phái. Và lại gì? Thơm lâu nữa. Vốn là cái biểu tượng trong phong thủy cổ điển. Ở hoa phong lan, con người luôn cảm nhận được cái nguồn năng lượng dồi dào của tự nhiên, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm đến cái sự hoàn hảo tròn đầy. Nét phong phú, nét đa dạng, hoàn hảo trong từng loài hoa phong lan, mùi hương tinh khiết và vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho cái loài cây này, giúp cho ngôi nhà được sang trọng, được vượng khí hơn, mang lại cái may mắn tài lộc. Mỗi một loài hoa phong lan thì mang một cái ý nghĩa khác nhau. Hoa phong lan màu xanh thì biểu tượng cho cái tâm linh và cho cái thiền định. Hoa phong lan màu trắng thì đại diện cho cái sự ngây thơ và vẻ đẹp trong sáng. Còn hoa phong lan màu hồng thì tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và cái sự thuần khiết. Đây cũng là một cái loại hoa mà được dùng trong ngày lễ Tết, giỗ chạp cũng như là gì? Trong cái ngày kỷ niệm lễ cưới hỏi. Còn hoa phong lan vàng thì đại diện cho cái tình bằng hữu và cái sự khởi đầu mới. Loài hoa này được tặng giữa những người bạn thân thiết với nhau. Đó. Tiếp theo, loài hoa thứ 6 mà chúng ta nên sử dụng trồng trong nhà để thu hút cái tài lộc, đó là hoa hải đường. Theo quan niệm của người xưa ấy, thì chữ đường trong hoa hải đường mang cái hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là cái loài hoa nó thể hiện cho sự giàu sang phú quý. Nên việc lựa chọn cái loài hoa hải đường trưng trong nhà thì cũng rất là phù hợp. Và mỗi cái màu hoa hải đường nó lại mang cái ý nghĩa khác nhau. Hoa hải đường màu cam thì mang về cái vẻ lãng mạn, tình yêu nồng nhiệt. Hoa màu vàng thì thể hiện cho hạnh phúc viên mãn, tượng trưng cho sự may mắn, giàu có. Hoa hải đường màu trắng thì mang cái ý nghĩa là tinh khiết, kiêu sa. Sở hữu cái loại hoa này sẽ khiến cho chúng ta tăng thêm cái năng lượng tốt lành, cũng như là chính ý nghĩa của cái loại hoa này: nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý. Thứ 7 là hoa đào. Thưa quý vị, hoa đào không đẹp một cách rực rỡ như hoa hồng, mà lại có vẻ đẹp kiêu sa, khiêm nhường, đằm thắm, nhưng lại rất đi vào lòng người. Cái sự tươi mới, cái sự khởi đầu và nét cái thơ thuần khiết và cái vẻ đẹp của người phụ nữ, thì đây là những cái ý nghĩa cơ bản của hoa đào. Những cánh hoa đào nở rộ sử dụng nhằm mang lại cái nguồn năng lượng cho cái sự khởi đầu mới, một cái cảm giác tươi mát, tinh khiết và thơ ngây. Hoa đào rất được ưa chuộng trong cái phong thủy. Những cảnh hoa đào tươi thắm được cắm trong ngày Tết đến xuân sang cũng mang lại cái cảm giác tươi mới, vui vẻ cho căn nhà của quý vị. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái loại hoa mà nên trang trí trong nhà, đặc biệt là trong những ngày Tết sắp tới đây. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông vừa chia sẻ ở trên ấy sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn lựa chọn trong cái được cái những cái hoa để chúng ta tiến hành công việc thờ cúng trong ngày rằm mùng 1 ngày Tết được thuận lợi và may mắn, hoặc đơn giản hơn là chọn được những loài hoa đẹp, ý nghĩa để trang trí trong nhà. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.